Rồi xin mời các Phật tử vào đây nhá. Rồi. Mời các Phật tử vào đây ngồi. Xá chào sư phụ. Dạ mô Phật, con xin kính bạch sư phụ. Sư phụ chào tất cả các Phật tử. Các con ngồi đây, con ngồi vào đây đi, ngồi đây. Thế là các con là ở đâu? Dạ mô Phật ạ, con kính bạch sư phụ là cả con ở Nghệ An. Nghệ An. Dạ. Ở Việt Nam Nghệ An thì các con ở huyện Quỳnh Lưu, xã Quỳnh Lưu. Thuộc xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Thì Quỳnh Nghĩa, Quỳnh nhân duyên thì dạ, nhân duyên ngày hôm mai ngày tu bắt con trai. Thì hôm nay cả con ra chùa Bao Vàng. Thì giờ lễ tu bắt con trai ngày mai. Thì hôm nay chúng con ra đây thì cũng để là tri ân sư phụ và đại tăng chùa Bao Vàng cùng câu lạc bộ Phúc Vàng. Vừa ra dự tu, em vừa tri ân, thế là có cái gì mà tri ân sư phụ với đại tăng nào kể cho sư phụ nghe. Con cùng kính bạch sư phụ về cái sự việc của gia đình nhà con. Con là Bùi Văn Ngọ, pháp danh Trị Đức Khang. Bùi Văn Ngọ. Dạ. Pháp danh Trị Tam Bảo rồi ạ. Dạ, con quy y Tam Bảo năm 2018. Pháp danh là gì cơ? Pháp danh con là Trị Đức Khang. Trị Đức Khang. Dạ. Dạ thì con đến nay thì thuộc đương tựa là đạo tràng Trúc Đạt. Con cũng là phó đạo tràng Trúc Đạt và ban quản chủng của đạo tràng Trúc Đạt thêm. Dạ. Đương tựa câu lạc bộ Quốc Hoàng và chú cùng đại tăng. Thì hôm nay thì con cũng ra bạch và cũng xin tri ân sư phụ về cái thời gian vừa qua. Gia đình của con thì cũng có một đứa con trai sinh vào ngày 28 tháng 7 năm 2017 âm lịch. Thì qua sự việc thì con của con sinh ra thì vào cũng được cân thì 3 cân 7, thì nặng cũng bình thường. Và là cũng vẫn là da dẻ hồng hào của u ám. Nhưng mà sau gần được 15 ngày thì con trai của con thì các con phát hiện rằng là con của con không lên cân. Thì con cũng đưa vào bệnh viện sản nhi Nghệ An thì khám thì bác sĩ nói rằng là con của con thiếu máu, thì họ cũng bù các cái thuốc bổ. Thì sau quá trình thì các con về cũng cho cháu uống nhưng cũng không thấy lên cân. Thì đến cháu uống thêm các cái thuốc đó. Dạ, cái thuốc bổ. Nhưng mà sau là dạ sau được gần 2 tháng thì vào ngày 24 tháng 10 thì các con cùng gia đình con thì cũng đưa con của con là ra bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội ấy, khám. Thì buổi đầu tiên khám thì bác sĩ nói rằng là con của con là thiếu máu kali albumin. Nhưng mà lại khám đến trưa siêu âm thì cũng có cái chẩn đoán là nghi rằng cháu bị tắc ruột. Nhưng mà sau đó là để lại lưu trữ lại đến chiều là cho vào nhập viện. Thì bác sĩ cũng nói rằng thì để đây để tìm cái nguyên nhân như thế nào mà lại cháu không lên cân. Không lên cân. Dạ, mà cháu sinh ra cùng 3 cân 7 cùng u ám sinh thường, mẹ sinh thường. Thì trên cái nội dung như vậy thì trong quá trình thì con của con ốm thì lần đầu tiên ra là bác sĩ nói rằng là ở 1 tháng thôi. Gia đình con cùng cũng lo lắm bệnh viện Nhi Trung ương. Trung ương hả? Dạ. Đến khi điều trị mãi đến 76 ngày được về. Thì nhân duyên về thì các con cùng bạch sư phụ cho được thầy Bảo Thành về chủ trì ở chùa Đệ Thích. Thì trong lúc đó thì các con cùng chưa biết gì về Phật pháp đâu. Mà con là người nói thật ra là ương bướng, nói về chuyện chùa chiền rồi đi bỏ đi toán là con rất là bướng. Dạ. Con không tin bởi vì con cả con là người đi cũng đi làm ăn nên không tin về cái việc con đó. Dạ. Sinh năm bao nhiêu? Con sinh năm 78. Dạ. Con ngựa thật. Dạ. Xong bắt đầu là cùng thầy Bảo Thành là cùng cho con là đầu tiên là thầy viết vô giấy để hướng dẫn cho bài về khấn 7 lần. Xong bắt đầu tụng kinh nhân quả ba đời. Thì cả con cùng về cùng tụng đến khi là đến cháu là được 11, gọi là ngày 11 tháng giêng của năm 2018 á, là cháu được về. Thì sau đó là được về được 1 tuần thôi, lại đi viện ở mãi đến 36 ngày. 36 ngày được về là xong, thầy nhân duyên thầy Bảo Thành về là truyền giới bắt con trai tại chùa Đệ Thích. Thì thầy nói bồng con ra đây để cho thầy sơ quy cho cháu. Cái nhân duyên thì cũng bồng ra sơ quy, thì từ đó thì cháu cũng tạm ổn được một thời gian ngắn. Nhưng sau đó lại cháu là lại nặng bệnh. Thì bác sĩ có kêu gia đình là đưa con của con đi ra xuất gọi là trả viện ra về sự sống
bác sĩ thì không nói về gia đình con, nhưng nói về người trong phòng là lời con của con chỉ có sự sống 1% thôi. Chỉ có 1% là sự sống, còn 99% là dạ buồn, dạ mà nói với người nhà thôi. Dạ thì sau đó là bác sĩ nói trong nhà, dạ chăm sự sống thôi. Dạ. Tức là rất khó. Đến khi là gia đình con cùng điền về nhà thì là người thì ra chùa đi cầu. Người thì đi ra để đưa cháu về, thì trong hai phương án nếu như cầu được cái thì cháu sống. Dạ. Của cháu lúc ấy là chắc nó gầy lắm rồi. Dạ, dạ. Anh của cháu thì con cũng có trong điện thoại, dạ. À, thế đâu, cho, dạ. Cho dư vụ xem nào. À, tức là từ lúc cháu 3 cân 7. Dạ, mà sụt xuống còn có trong ngoài 3 cân thôi. Ờ. À, nó không tiêu hóa được mà coi, dạ. Coi như là bệnh viện thì kết luận nó rất nhiều nguyên nhân vào. Dạ, rất là nhiều nguyên nhân. Lúc thì là thiếu bị tắc ruột. Dạ. Ừ. Rồi lại kết luận là cháu là bị thực quản ngắn, nhưng mà bác sĩ mổ ra thăm dò để biết cái bệnh của cháu nhưng cũng không biết được cái bệnh gì. Đến mức là mổ đầu tiên là mổ nồi so ra để thăm dò coi cháu bị cái bệnh gì trong cái bộ phận tiêu hóa, nhưng mà mổ ra cũng không biết là cháu bị mắc cái bệnh gì. Đầu tiên là mổ nồi soi thôi, không biết bệnh gì, lại mổ banh. Mổ banh thì bác sĩ nói có lẽ cái thực quản ngắn, nhưng đóng cái thực quản vào cũng không lên cân. Mà con bạch sư phụ là cùng là hẳn cỡ đi ngoài bụng hơi trướng, đến rồi mà gia đình con phải dùng cái thuộc thảo. Dạ. Ừ. Đó, cho dạ, sư phụ xem cái ảnh của cháu nè. Khổ thế. Bé tí mà đã phải mổ như thế rồi đấy con ạ. Dạ, bà sư phụ là cái ảnh cái lúc cháu đừng nằm viện đó. À, cháu nằm viện đây. Dạ. À, lúc này thấy nó cũng gầy rồi đây này. Cái lúc này chỉ có trong ngoài 3 cân thôi. À, đấy, gầy, dạ. Vêu va hết cả lên này. Xinh quá. Ôi giời. Ừ. Gầy quá. Đây này, cái này gầy quá, này gầy, nó gầy hốc hóp hết cả má vào đây này. Con bạch sư phụ là có cái ảnh bây giờ hiện tại bây giờ là con của con là đây. Đây rồi. Dạ. Đây, ảnh đây, đây này, đây các con này. Ảnh cháu đây. Con ảnh lúc trước ở bệnh viện này nó gầy hốc hác thế này cơ mà. Đây này. Này. Top hết rồi. Đấy. Bây giờ lên này rồi. Trông không nhận ra nữa nhỉ. Thì trong cái quá trình thì thầy chủ trì thầy Bảo Thành về cho chúng con được tụng kinh. Thì đến ngày mùng 6 tháng 6 thì đủ duyên thì thầy con gia đình con thì thỉnh được thầy Bảo Thành về nhà làm lễ thì cầu an vừa lấy cầu siêu cho hương linh gia tiên tiền tổ an gia tại chỗ và đất ở. Thì xong quá trình thì trước khi chưa vào thời khóa thì có thầy Bảo Thành có hướng dẫn cho gia đình con và chia sẻ như thế này: nếu như thầy làm lễ cầu an cho cháu, nếu trong bộ 9 ngày nếu như cháu được tuyển chuyện tốt thì là cứ làm để cho cháu khỏe mạnh. Còn nếu như trong 49 ngày nếu như sức khỏe của cháu mà suy kiệt đi thì thầy sẽ làm cái bài khác để cho kiếp sau cháu được sinh tái sinh về làm con của gia đình con. Thì cái này thì con cũng rất là tán thán, bởi vì nói thật ra là không phải là gia đình con thấy là cái lúc con ốm mà muốn bỏ con đi đâu, mà cái tâm vợ chồng khi nào cũng muốn giữ con. Nhưng mà được đại đức hướng dẫn như vậy thì gia đình chúng con cũng là tri ân, và gia đình chúng con cũng đậm mạn nguyện được cái lời chia sẻ của quý thầy. Thì xong quá trình thì thầy làm lễ xong thì tầm vào một thời gian thì thầy về chùa Ba Vàng, thầy tu tập thì thầy nhập thất. Thì xong thầy về chùa, thầy có hỏi con về tình hình của cháu, thì trong lúc thì thầy Bảo Thành cũng quan tâm lắm. Thì thầy có, con cũng có bạch với thầy, thì thầy nói rằng là gia đình con có phúc thì cũng được như vậy. Thì đúng là con cũng xin tri ân sư phụ đại thắng chùa Bao Vàng. Thì trên câu chuyện và sáng 11 là được đủ cái nhân duyên là thầy Bảo Hòa để về truyền giới tại chùa Đề Thích. Thì hôm đó thì nói thật ra con của con ăn sữa có tháng 5-6 triệu không lên cân. Đến nỗi như vậy thì thầy Bảo Hòa có hướng dẫn với con là bây giờ gia đình không phải ăn sữa nữa mà chỉ ăn chầu trắng thôi, bỏ vào muối thôi. Thì thầy Bảo Hòa nói là trong cái chảo là rất là nhiều chất. Thì xong đó là con cùng gia đình con cùng vâng lời, nhưng mà cũng phải cho ăn sữa, bởi vì con của con thì chỉ có trong ngoài 4 cân thôi, mà bây giờ bỏ sữa đi thì sợ người ngoài người ta lại thị phi. Cho nên chúng gia đình con cùng cho ăn sữa lộn cháo thì cái lên cân cũng không lên cân được. Thì sau đó vào tháng 2 của năm 2019 thì gia đình chúng con bàn vợ chồng bạn với chắc thì là thôi, ta vâng lời thầy thì bây giờ ta không cho ăn sữa nữa.
Nhưng sữa tao vẫn cứ để trên đầu giường và trên tủ đó, thì ai vào cùng có thấy sữa thì người ta đều phải nói cái điều thị phi về bố mẹ ra đều là không cho con ăn đó. Thì được cái tháng đầu tiên là đúng là con của con là lên được gần 7 lạng, ăn cháo trắng thôi, cháo chỉ bỏ mấy hột muối thôi. Rồi là sang tháng thứ hai lên được vượt gần 1 cân 7. Thì gia đình và anh em ai cũng mừng, đến khi đó con mới nói rằng con của con không ăn sữa nữa, cái là mọi người mới tin đó. Thì từ đó tới đi đến bây giờ thì con khi nào cũng mang ơn là ba ngôi Tam Bảo và sư phụ đã cho chúng con được một quý thầy đức như vậy. Thì nói thật ra là chúng con là rất là tri ân, bởi vì nói có quý thầy cái nữa các con mới bớt khổ được. Chứ còn không, nếu như không có quý thầy về thì riêng gia đình con rất nhiều gia đình rất khổ, bởi vì các con nói thật ra trong cái khu vực huyện thì cũng nhiều chùa, nhưng mà mỗi chùa tu có một học khác, cho nên là các con thì cái vùng các con là bây giờ cũng được rất là nhiều chuyện người chuyện nghiệp, kể cả các cái huyện Quỳnh Lưu và tỉnh Nghệ An. Cái đó thì chúng con cũng xin là tri ân cũng đức sư phụ và đại tăng, thì cũng thành thật như vậy thì gia đình chúng con cũng được. Rồi thế thì sư phụ cũng rất hoan hỷ nhé, hôm nay là gia đình nhà chú Ngọ ra đây để vừa là tham dự khóa tu bắt con trai, thứ hai nữa là ra để tạ ơn Tam Bảo, tạ ơn Chư Tăng đã hướng dẫn cho gia đình có cái chương trình tu tập. Thế mà theo như cảm nhận của gia đình thì chính nhờ sự tu tập ấy mà con trai của chú, mà cháu nó được chuyển hóa cái nghiệp bệnh. Đấy, cháu bé thì khi sinh ra là 3 cân 7 thì không phải là nhỏ, nhưng mà sau đó thì cứ không lớn lên được, ăn mà không có tiêu hóa, rồi đi khám bệnh thì bệnh viện kết luận cháu là bị cái bệnh về máu. Thế có chỗ có bệnh viện ấy, ra cả bệnh viện Nhi Trung ương thì lại kết luận là cháu là về bị tắc ruột. Thế rồi có chỗ thì lại nói là cháu nó bị cái bệnh thiếu cái chất gì đấy. Thế và sau khi điều trị ở đó cũng rất là dài ngày, 70 mấy ngày, 72 ngày. Lần đầu tiên là 76 ngày, còn về được 2-3 ngày lại đi. Lần về nhiều nhất thì được 1 tuần lại quay lại. Thế nhưng mà cháu đều không có cái sự chuyển biến. Thế rồi đã phải mổ nội soi, rồi lại mổ phanh. Rất là sợ đấy, bé như thế mà phải mổ, cũng không tìm ra cái bệnh gì cả. Rồi lại nghĩ là cháu bị ngắn thực quản. Ngắn thực quản là cái đoạn này này. Đấy, thế thì cuối cùng cũng lại không phải. Thế và sau đó thì gia đình đã cho cháu về, và bác sĩ thì nói với những người trong phòng là trường hợp của cháu là cái sự sống chỉ còn có 1% rồi. Tức là như vậy là 99% là chết đấy. Thế thì đúng là cái sự hy vọng rất là ít, đúng không? Thế cho nên là ra bệnh viện là quyết định cho cháu về. Thế nhưng mà khi chú về thì với cái lòng thương con, yêu thương con và rất là quyết tâm để dành lại sự sống cho con, thì gia đình chú rồi cả chắc là cả nhà, đúng không? Đi lễ bái, đi khấn cầu, thế rồi đi ra chùa để cầu, đúng không? Thế và cũng rất là duyên là được Đại Đức Bảo Thành của chùa cũng hướng dẫn cho cái phương pháp tu tập, rồi tụng kinh để hóa giải oan gia. Thế thì từ sau đó đấy, sau đó thì là thấy cháu là có sự chuyển hóa, rồi sau đó lại Đại Đức Bảo Hòa và hướng dẫn nữa, tu tập, rồi không những thế có khi là còn bảo cháu bỏ sữa, mà lại ăn cháo trắng. Thế mà rồi cháu lại lên cân. Đấy, và vừa nãy thì sư phụ được xem cái ảnh của cháu rồi. Lúc bệnh và cái lúc mà bây giờ là khác nhau rất nhiều. Bây giờ cháu thấy nó khỏe lên nhiều và mập lên. Bây giờ khi phải được... cháu hôm nay được trong ngoài 13 cân rồi. 13 cân rồi. Thế là được như vậy là được mấy tuổi nhỉ? Tính ra là... 3 năm rưỡi tròn thầy ạ. 3 năm rưỡi, giờ 13 cân trông khỏe lên. Rồi. Đấy, thế thì gia đình của chú Ngọ hôm nay là ra để tạ ơn Tam Bảo, tạ ơn Chư Tăng. Thế thì gia đình thì tin là có cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Tại vì thực sự là bác sĩ bệnh viện đã kết luận là sự sống chỉ còn có 1%. Thì tức là gần như là bệnh viện cũng bó tay rồi. Đó. Thì bây giờ chỉ còn trông chờ vào mỗi cái gọi là rời Phật tâm linh độ cho thôi. Thế và gia đình đã về tu tập theo cái chương trình hướng dẫn của chùa mà các đại đức nhà mình đã hướng dẫn. Tụng kinh rồi làm phước để hóa giải oan gia trái chủ. Thì tất nhiên thì nó cũng không phải là một cái nó chuyển hóa được ngay.
Thầy nghĩ là nó phải có thời gian, cho nên là như chú Ngọ chú nói là đúng, nó phải có một cái khoảng thời gian, thế rồi nó mới có sự chuyển hóa. Cái này tức là oan gia trái chủ có thể nó tác động, nó khiến cho cơ thể cháu không thể tiếp nhận được cái dinh dưỡng, còn mà có thể vẫn ăn. Nên sư phụ nói cho chú Ngọ và cho tất cả các Phật tử biết là ở chùa đã từng chứng kiến những cái sự việc có những người người ta bị ma nhập, người ta ăn rất là nhiều mà ăn bao nhiêu vẫn thấy đói, không hiểu là thức ăn ăn vào nó đi đâu, mà họ có phải ăn xong họ đi vệ sinh ngay đâu, đi đại tiện đâu, họ ăn như đúng người ta gọi là ăn như ma đói, ăn rất là nhiều, ăn nhiều lắm ấy, có thể là nếu tính ra phải ăn bằng 3-4 người bình thường ăn chứ không phải ít. Đấy, chùa mình đã chứng kiến cái trường hợp có một cái người này bị vong nó nhập vào và họ đòi ăn đến như thế, mà ăn xong thế rồi vẫn thấy đói, thấy bụng họ cũng chẳng to lên. Thế thì thầy mới biết là chính là cái loại quỷ đói ma đói này nó tác động, nó vào là nó lấy hết năng lượng đi. Đấy, cho nên thức ăn của mình vào thì nó biến thành năng lượng mà. Nó biến bằng hết để nó vào nó lấy đi. Thì cái người ăn thì vẫn đói. Và ăn xong tí nữa mà khi cái vòng ấy nó xuất ra rồi ấy, thì người ấy vẫn đói bình thường. Đấy, vẫn đói. Nó rất là lạ. Đấy, và cái hồi mà sư phụ mới về cái chùa này này, thì có một cái người ở trong vàng danh. Cái người này ấy, đúng thực là người ta thì đã chết rồi đấy. Thế nhưng mà bị một cái vong quỷ nó nhập vào. Thế và nó đã khiến cho cái chú này giống như là sống lại. Thế cho nên các cụ nhà tang ngày xưa họ gọi là quỷ nhập tràng. Tức là người thực sự đã chết nhưng sau đó quỷ nó nhập vào. Nó mượn cái xác này để nó ăn uống. Thế và đến đêm ấy là cái chú này này. Cái chú mà đúng ra thì là sau này mình biết là chết rồi đấy. Thì đến đêm là chú bệnh rất là nặng, nhưng mà đến đêm là chú dậy chú đi chú ra chú bắt gà. Bắt gà và chú xé gà chú ăn sống. Ăn sống cả lông lá thế luôn. Thế xong rồi ban ngày lại chui vào cái phòng ấy nằm. Thế đến lúc gia đình ra đây bạch với thầy. Bạch thầy mà ở nhà nó đã biết rồi. Ra đây gia đình đi lén ra đây bạch thầy mà ở nhà nó đã biết, đã nói là hôm nay mày đi cho người ra về để bắt tao đây. Thế mà. Thế đến khi và sau đó thì thầy mới cho các sư đến để làm lễ. Thế thì mới đến gần đến nhà thôi thì ở trong là cái xác ấy chết luôn rồi. Mà khi chết, tức là tắc thở đấy, không thở nữa, thì cái mùi thối nó đã bốc ra hết rồi. Tức là người này nó đã thối rồi, gần như bên trong nó đã ung hết rồi. Đó, thế thì cái ý là thầy mới chứng kiến là có những cái loại quỷ nó có thể nhập vào cái xác cái người mới, có thể mới chết. Và nó mượn cái xác ấy để nó làm sống lại và để nó ăn uống, nó thọ hưởng. Đấy là một cái loại quỷ, quỷ đói. Nó khủng khiếp như vậy, nó dựng một cái xác mới chết lên để nó làm cho sống lại, vẫn còn sống được thêm mấy ngày nữa để mà ăn, để mà uống, để mà này khác, để thụ hưởng. Đấy, nhưng mà đến khi mà nhà chùa mình đến làm lễ cái đám tang đấy thì cũng khủng khiếp nữa, cái mùi thối nó bốc ra. Thực ra là cái xác đã chết mấy ngày, bốc ra nó giống như ủng hết rồi, rất là nguy hiểm. Đấy, thế thì ở đây thì thầy nói là cái chuyện ý là chuyện oan gia trái chủ về phần tâm linh đấy. Thế thì có thể có những cái phần như thế nó tác động vào cháu, nó ăn giái chủ cháu, nó lấy cái năng lượng của cháu, nó làm cho cháu nó không thể nào mà có thể mà mập và khỏe lên được. Mặc dù đi khám đấy, bác sĩ có khám ra bệnh gì đâu, không biết là ruột nó bị tắc hay là nó bị ngắn thực quản hay là gì, mổ nội soi rồi mổ phanh ấy là không tìm thấy. Mà cái phương tiện khoa học bây giờ là thầy nghĩ là sư phụ nghĩ là khá là tối tân đấy, mà không thấy được. Tại vì ở đây sư phụ nói thế này, thường đã đến với chùa mình ấy, là hầu như cái bệnh mà hầu như bệnh viện giả về đấy. Em mọi người biết cái trường hợp của cháu Lê Trung Tuấn, thế là bệnh viện giả về đấy. Cháu mà có cái mũi to như thế này, thành biến thành mặt giống như là mặt ngựa đấy, khủng khiếp đấy, là bệnh viện giả về đấy. Đấy, thế thì hết cái phương tiện về khoa học rồi, mọi người mới tìm đến cái tâm linh, mới tìm đến cái cửa Phật. Thế và đương nhiên ấy, thì ở đây thì sư phụ nói rằng là không phải cái nào đến với Phật cũng chuyển hóa được hết. Tại vì nhà Phật thì có chia ra có cái loại gọi là định nghiệp và cái loại bất định nghiệp. Cái nào là định nghiệp là khó có thể chuyển được trong kiếp này, khó có thể chuyển được hoàn toàn. Thế còn bất định nghiệp thì có thể chuyển được nhé. Bất định nghiệp thì có thể chuyển được nếu mà gia đình người đó lại có đức tin và tinh tấn thực hành pháp.
thực hành đúng lời, đúng phương pháp thì có thể chuyển được con ạ. Đấy, thế thì ở đây sư phụ tin là gia đình nhà chú Ngọ rất là người mà cũng có tín tâm với Tam Bảo, thế rồi là một lòng thương con, cứu con, muốn con được sống, nghe không? Cho nên là đã tụng kinh, tu tập, làm theo hướng dẫn của các thầy. Đấy, và từ đó giúp cho cháu giải được cái oan gia trái chủ, nó không tác động vào cháu nữa. Cái thế giới tâm linh đấy nó không tác động vào nữa, cho nên nó đã giúp cho cháu dần dần chuyển hóa. Và được đến như ngày hôm nay thì sư phụ nghĩ đấy là một cái điều rất là đáng mừng. Thế nhưng mà gia đình vẫn cứ phải tiếp tục tu tập, ta không có buông bỏ. Dạ, cho con, cho con bạch sư phụ. Thì trong cái quá trình thì cháu được bệnh viện đưa về, gọi là cho về, cho thì về. Nói thật ra là trong cái giai đoạn đó thì kể cả bác sĩ cũng không nghĩ rằng là con của con được về luôn, được về ở nhà luôn. Tự nhiên trong lúc cháu đang yếu ớt như vậy mà lại về, thì gọi là về thì người ta cho là cái bệnh viện Nhi Trung ương thôi, cả tầm tạm lại về, nhưng về được người ta chỉ có hẹn 10 ngày lại quay lại bệnh viện. Thì trong lúc về thì vào tháng 12 của năm 2018 thì từ những cháu, cái lúc đó cái cơ địa cháu yếu thì lại sinh ra cái phát sinh thêm cái bệnh sỏi thận. Thì vào tháng 12 đó, gần Tết rồi, thì con của con tự dưng là cái hôm đó nó không tiểu tiền được, bụng căng lên. Thì gia đình con cũng đeo lên bệnh gọi là cái bệnh viện tư khám, thì họ cũng không thấy sỏi, thì họ cũng không nói là nguyên nhân như thế nào. Thì gia đình con cùng trình bày là cái cháu trước đây là có bị sỏi, cái này là do cơ địa yếu, là ăn bị cái sữa ứ đọng như vậy. Thì sau đó là con cùng bồng cháu về, thì cái anh bác sĩ nói là cháu không đi ngoài được thì thôi, thì con cho cháu một cái viên thụt tháo. Thì về giường của con thì nằm trong buồng, còn mấy mẹ con thì nằm bên ngoài cái dân thò, thì con là bên thò bên buồng, thì cách chắc là trong ngoài 3 mét. Một con đêm hôm đó con về con niệm Phật để Phật gia hộ cho cháu được cái thông tiêu. Dạ, mà cái mùa thì mùa đông, mà hôm đó trời rất là lạnh, mà cháu thì đóng bím, mặc quần, đắp chân. Mà tự dưng con nằm cách cháu trong ngoài 3 mét mà con niệm Phật, mà con cảm nhận trong cái giấc ngủ mơ màng của con, mà con phát hiện được cái cháu tiểu tiền được. Mà cháu con bạch sư phụ là con nghe cái ro ro, nhưng mà mẹ của cháu nằm cạnh bên lại không nghe gì. Bởi vì con bạch sư phụ là đại tăng là không nghe là đúng. Bởi vì cháu thì bé của trong ngoài 3 cân thôi, mà đều đóng bìm rồi, thì đứng trời mùa đông đứng phải đắp chăn nữa thì không nghe được cái tiếng đó được. Nhưng con được những người bảo mộng ấy, là con phát hiện là cháu con kêu, dạ con kêu mẹ em giống như thằng cu con tiểu được rồi phải. Vừa đến khi sợ ô mừng hề tiểu ra đầy rồi, thì đó là cùng một cái hy hữu. Thì gia đình con thì cũng được nhờ ăn tam bảo hội sư phụ, thì cùng gia đình con cùng về chùa Bảo Vàng cùng thỉnh oan gia tại chủ cho cháu được 2 lần. Cũng đủ duyên như vậy. Hồi đó chùa mình vẫn còn thỉnh oan gia chủ đúng không? Năm 2018 vào đúng tháng rồi. 8 là con vẫn về thỉnh oan gia tại chủ 1 lần. Thì sang đến 2019 mới bị sang ngày mùng 7 tháng 2 năm 2019 con về sẽ cùng thỉnh được lần cuối cùng. Tức là cháu cũng được duyên được về chùa thỉnh oan gia giải chủ 2 lần. Sau đó là sự kiện báo chí nổ ra là chùa mình phải dừng hết rồi. Con cũng thiệt thòi. Đấy, cũng hơi thiệt thòi đúng không? Trong cái việc này thì con cũng xin bạch sư phụ và đại tăng này có hướng dẫn thêm cho con. Thì theo con nghĩ là thì một người Phật tử mà về chùa chỉ có lễ bái và sám hối, thì con nghĩ rằng cái hồi tụ mà được cái chuyển hóa là cũng khó. Cho nên là trong quá trình gia đình con, kể cả chị con với trong gia đình, về chùa có việc gì các con cũng làm để hỗ trợ tam bảo, để cho được các cái hồi tụ công đức, để cho gia đình con được đủ duyên để cho cháu được khỏi bệnh thì cũng được. Các con về chùa làm công quả, làm phước đấy, gọi là bòn phước. Thế nhưng hồi ấy thì báo chí người ta có hiểu đâu. Người ta lại bảo sư phụ bóc lột các con. Mình về mình làm phước, người ta lại bảo cái. Con còn muốn làm phước để là bù đắp những cái, chẳng hạn như cái nhiều cái kiếp trước, thì cả con không biết gì về tam bảo, về chức tăng. Thế cái truyền thông trên mạng họ không hiểu. Họ không hiểu về thế giới tâm linh con ạ. Họ không biết thế nào là tâm linh. Họ cứ lẫn lộn giữa tâm linh với mê tín. Đấy, như gia đình con là trải nghiệm. Cả con là thiệt thôi. Những cái sự thực. Và ở đây thì sư phụ nói thế này. Đối với Phật giáo chúng ta, cái đức tin nó rất là quan trọng.
Khi đức tin mà nó đủ mạnh rồi, với cái sự tinh tấn thực hành những lời Phật dạy, nó giúp cho ta tăng trưởng cái phước báo lên, nó hóa giải được những cái oán kết, những cái nghiệp chướng con ạ. Nó rất là tốt nhé. Thế thì hôm nay thì tất cả đại chúng ở đây á, cũng được nghe câu chuyện của gia đình nhà chú Ngọ, nghe về trường hợp cháu ở trong cái tình trạng rất là nguy kịch, bác sĩ nói là chỉ còn 1% sự sống thôi. Thế nhưng mà rồi với lòng tin, với đức tin và Tam Bảo và cái sự thực hành pháp đúng dưới sự hướng dẫn của Chư Tăng, thì gia đình chú đã đến bây giờ là cháu đã được tương đối khỏe mạnh. Và đấy là niềm vui của cả gia đình, đúng không ạ? Khi bệnh viện đó coi như là gần như trả về rồi. Thì đấy, thì mình bây giờ mình có thể có người ta nói cũng có khi lại là ăn may. Nhưng mà chắc là với chúng ta tin chắc điều đó không thể gọi là ăn may được. Wow. Vì có quá nhiều trường hợp, không thể may với nhiều trường hợp như thế được. Mà đây là toàn từ những gia đình hoàn toàn mà với cái lòng tin Tam Bảo, với sự thành tâm tu tập, người ta được chuyển hóa. Đó, cái đó là cái sự thật. Đấy, thì thôi thì sư phụ cũng chúc mừng nhà con nhé. Chúc mừng tất cả các Phật tử, nghe không? Người đó có nhân có duyên để mà hôm nay về tu rồi lại lên đây cảm ơn Tam Bảo, tạ ơn Tam Bảo, tạ ơn sư phụ và Đại Tăng nhé. Thì sư phụ chúc cho gia đình tiếp tục có đầy đủ tín tâm với Tam Bảo và tinh tấn tu học Phật nhé, để cho mình được lợi ích lâu dài nha. Cũng con xin tri ân công đức sư phụ Đại Tăng.